về miền Tây Bắc qua tiết mục múa sạp của hội người cao tuổi xóm trại trên. Thank you.
chi hội người cao tuổi xóm 4 thôn Sa Mạc. Xin trân trọng kính mời chi hội người cao tuổi xóm 4 ra sân khấu. Thank you.
ơn Hà Đường múa chèo rất là tuyệt vời của xóm 4. Và nên là tôi xin hát bài chèo ước gì là trang bài của nước Quang Vinh. Quay nào
ngã một nghỉ chút nghi một nghỉ chút bên nghi mang nghi nghi Oh,
Thank you.
trình bày bài Tàu Anh Qua Núi. Xin trân trọng kính mời.
sàng trình bày. Thank you.
Nói
Giờ bao tay đổi về
dịp sang năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang. Và xin kết thúc chương trình trong hôm nay, xin chân thành cảm ơn.